Đây bây giờ cái tiện lợi luôn đó các bạn. Giờ có máy ấy 8 nha, nó liền nha. Giờ bị mưa rồi á, bây giờ phải chạy nha. Cỡ nào cũng liền. Này là máy chà bê tông nè. Chà vô tới đồng à, giờ là có máy chà bê tông. Đây là máy chà bê tông, nó trời mưa là cái lấy chà lại cho nó láng. Giờ cũng tiện lợi. Này còn ướt á, này hôm nay còn ướt á, trà nó dâng lên còn nó hơi khô khô á, nhưng trong đó hơi khô khô á, trà được trà là sướng. Trà là liền o luôn.